Chào chị á, trưa nay thì em lên bảng đồ nghề Nhật Bản này nhiều món lắm. Chiều là đợt này hàng cơ lễ là nhiều, cuối năm rồi hàng đi lấy thì giá cao lắm, còn gì bảng đỏ đó. Dạ em thông báo trên media đó, đã báo ship đó, mua 2 mã 3 mã hay là 1 mã gì em cũng báo ship. Nên bên do Mỹ đầu tiên, nó bên đó là 8 sen á, trăm một nắp nó mở đến nay này, nay người ta trả súng á, nãy lên mà hơi U1 trăm một bao xịp. Em có cái cá mì này, cá mì này bằng inox á, sắc nó hít này, inox á. Cá này 350, cá mì U2 350 bao ship. Nên bộ màn nhỉ, cái lờ lờ này, lờ lờ đi tầm 10 sen á, 3 cái lờ, 4 cái lờ, 4 cái lờ, cái nhỏ này 3 4 5. Cái nhỏ đây tầm 6,5 sen á, 7 9 11 cái nhỏ. Hai trăm rưỡi bao ship. U3 250 bao ship. Lên 4 kg cá lê, 4 kg cá lê miệng 27 trở xuống, 30 trở xuống, 54, 4 kg cá lê miền Nhật Bản, hàng Nhật á, NTK này, dầu dứt này, 54 bao ship. Lên 5 cái móc, 5 cái móc. 101. Chiều dài móc là 10 sen. Thu 501 bao ship. Lên 2 kẻ bướm. Hàng có mộc. Mộc này. Dài 16 á, 2 cây 104. Thu 604 bao ship. Có 2 cái kẹp, kẹp như này 60.000. U7 60.000. Dài 14 á, báo ship 60.000 báo ship. Có cái mỏ lệt tộp, miệng mở là 36 á, từ 8 đến 36. Hàng của tộp da băng 101. Từ 6 này, nó mở như này đó, từ 6 mm này đến 3,6. U8 101 bao ship. Có 5 cái đục
7 cái đục gỗ Nhật Bản 300. Thâu 300.000 báo ship. Lên 1 inch này 15/16 này. 23/26 1 inch với là 15/16 23/26 21/26 23/26 tiếp 1 inch 15/16 23/26 21/23 cái này phân 15/23/16 nhé. Này phần 22/24 cái này 19/21 300.000 hầu 10/300.000 bao ship nặng 6,5 kg á. Lên 2 cái mỏ lịch 300ml hàng đẹp miệng đẹp săn ghi tụp 2 cây 250. Hầu 11 250 báo ship. Và cái mỏ lịch răng 350 hàng Mitsubishi hàng xịn sò lễ chủ bình thường hoặc đồng bình thường lò xo bình thường 107 báo ship. Hầu 12 107 báo ship. Lên 4 cái kéo các tôn này. Hai cái này ngắn, hai cái này dài. Miệng đẹp hết. 101. Hầu 13 110.000 báo ship. Có 4 cái đầu búa. Size nhỏ, tầm 2-3 lượng. 100.000. Hầu 14 100.000 bao ship. Có một cái đột này loại to, một cái chặt sắt này NSK này, hai cây 100.000 dài 15, cái này dài 21. Hầu 15 100.000 bao ship. Có 3 cái đôi chuột bị hư. Cái này thì hoạt động được nhưng mà nó bị lúc lắc này. Cái này mất cái đôi này này. Này thì bể, người ta hàng tùm lum này. Này thì vẫn hoạt động tốt đó. 3 cái đôi chuột hư á, 80.000. Đôi chuột hư hầu 16 80.000 bao ship. Lên 4 cái búa này. Búa khá xấu, có cái búa nhỏ. 4 cái 100.000, 100.000. Hầu 17 100.000. Bao ship. Lên 2 cái kèo bướm. Dài 16 thôi, hàng có mọc hết á. Cái này không có mộc nè. Hai cây 140. Hầu 18 140 bao ship. Còn một cây cao lá này, một cây cao rễ này.
2 cây 100.000. U19 100.000 bao ship. Có hai cái đũa ua go này, nó bể này, cái này bể này, bộ lâm hồ á. Hai cái 80.000. U20 80.000 bao ship. Có mấy cái đục á, cái này đục to này, chà bả luôn. 6 cây. Trăm rưỡi. 6 cây này 150.000. Cái này bể. U21 150.000 bao ship. Có hai cái chống lùi ô tô 130.000. Hàng của tôi cho 8 ô tô. U22 130.000 bao ship. Lên cái cắt cạp này 325 của Lotte. Miếng đẹp. Miếng đẹp 300.000. Cắt ngọt ngào á 300.000. U23 300.000 bao ship. Lên hai cơ góc hẹp giá 21 hàng đi sau 140. U24 140 bao ship. Có cái kẹp này có mộc đấy. Dài 25 bảng 6 sen 120. U25 120 bao ship. Có cái đôi này. Đôi này trọng tải 200.000 Toyota Moto. Nó hơi bị mơ chỗ trọng tải này. Này chắc tầm 150.000 hoặc đồng bình thường á 350.000. U26 350.000 bao ship. Có lấy ghép cột này mặc in da băng này 550.000 á. Có cái đầu một cái đầu cột nhỏ này. U27 550.000 bao ship. Đây mấy khóa này 17 này 26 21 32 35 41 36. Cái này tiền ship 50.000 á. Tiền ship 50.000 thôi. 207. U28 207 bao ship. Lên 4 cái xe cày này. 101. Cái này hai da 24 này. Chữ nhật đây này. Cái này 33. Cái này 26. Cái này 30. 101. U29 101 bao ship. Có dây điện 5m, hai loại. 15A dây to. 101. Dây mềm đẹp. Nó nhìn bẩn đây. U30 101 bao ship.
Em lên lên bồn cái sắc cay nữa. Miếng đẹp. Cái này 27. Cái này 30. 28. Cái này tầm 39. Bồn cái 101. Hầu 31 110.000 bao ship. Có cái lắc léo này, cái 16 á. Hàng KTC. 80.000 số 16. 80.000 bao ship. Hầu 32 80.000. Có mấy cái thước góc này. Bộn này 7 10 13 16 17 17 cái 107 30 hầu 33 107 30 đến mấy cái khóa to này 26 32 này 36 32 35 29 32 36 41 46 50 250 hầu 34 250 30 rồi. Chọn được mã nào thì liên hệ em á. Hẹn gặp lại clip tiếp theo.